Vô ha, mình vô mình thăm cây hải sinh tùng khá lớn anh em, khá đẹp ha, lúa đẹp. Số anh em chưa biết lúa của nó, số anh em nói lúa của nó thì không chắc, không mềm, không cứng, thì lúa nó rất cứng anh em, lúa nó như lúa trắc vậy ha, rất là cứng luôn, không có gốc nữa, không, to rất là to, nó lắc lượng bay, dê rất là dê rồi nè, dê như da mi luôn, gộp lên như da mi luôn. Đây là hải sinh tùng, nó có rất là nhiều giống, giống Indo, giống Thái, Việt Nam mình có giống Phú Quốc, Campuchia, thì nhiều nhất là Thái Lan với Cam, nè ha. Chốt cái đọt rất là đẹp, rất là dê, không bao giờ bị mục nè. Đây là cây hải sinh tùng lá nhỏ nè, nó có loại lá trung. Thì anh em mình xem, cành nó rất là giòn, rất là dễ bị gãy anh em, gốc rất là bự, qua, đế rất là bự, rất là to nè. Chậu rất là bự, hai xương tùng. Đây là cây tên tiếng Anh là cây Benfit, số anh em gọi là hải sinh tùng, số anh em gọi là cây mắm anh em, số anh em gọi là mắm. Thì định kỳ là một vài tháng mình cũng tưới nước biển cho nó nha anh em, tưới nước biển cho nó. Dòng này thì thứ nhất là nó khó chăm mà nó cũng rất là dễ sống, nếu anh em biết chăm dễ bị chết nha anh em, lưu ý ha. Lụa của nó này, khá dê, khá đẹp rồi nè ha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha, vậy khuyên anh em để anh em biết hải sinh tùng là gì thôi nè ha, rất là bự, hò nó phải 6-70, hàng này thuộc loại hàng hiếm anh em, hàng hiếm.